chào mừng cho thấy anh chị em bà con cô bác đã quay trở lại với DG Apple TV Anh chị em đã nhìn thấy gì chưa Trước mặt anh chị em bà con là rất nhiều điện thoại cũ, rẻ mà lại chất với anh chị em nhá và Đầu tiên đây với bà con là con là iPhone lỗ Lỗ DG là có thật anh chị em ạ 12 mini quốc tế Con này chính thức là mình mua 3 triệu 9 Ê, dài ơi 3 triệu 900 nghìn đồng 12 mini quốc tế máy zin Xem con này bao nhiêu nhá Máy xin đét pin bao nhiêu đây Ui pin 18. Con mình mua bảo triệu 9 Giá mong muốn bây giờ mình sẽ bán cho anh chị em bà con là 3 triệu Ui giời 12 mini quốc tế nhá Con này 3 triệu quá đẹp luôn anh em ạ Đây con này bị mực ký góc này nhá Đây bóc ra cho anh chị em bà con xem này nhá, Mực tí góc này đây Cam nét nhá Cam gì luôn Đây cam gì luôn Cam gì luôn full chức năng bảo hành 2 tháng Máy vỏ đẹp 12 mini tại sao mình bán đỗ bởi vì đợt đấy mình mua về 3 triệu 9 Thì nó một Có nghĩa là mình tháo ra Nó tí mực Rất là đen Đen đủ kinh khủng luôn Lỗ 3 triệu 12 mini quốc tế Full chức năng Mên zin màn zin mực tí tí 3 triệu nhá Tiếp theo chương trình là có con 2 v 12 mini này Vỏ hình thức là không đẹp mấy này Nhớ anh chị em xem hình thức này Hình thức không đẹp đẹp mấy này Quốc tế này 128GB này Máy zin này Con này là zin tất nhá Thay mẫu của pin mới ra này pin 100% máy quốc tế này con này để cho anh chị em bà con là 4 triệu 800 nghìn đồng vỏ bình thường nhé không được đẹp mấy Đây, anh chị em xem kỹ xem 4 triệu 8 12 mini 128 gb dĩa à? ngang 64 Ok tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ có con iPhone SE 2020 máy đẹp 98 99% đẹp keng full chức năng máy zin điết phiên bản 64 gb máy zin nhá 2 triệu 6 SE 2020 Tiếp theo chương trình này chúng ta sẽ có con iPhone XS quốc tế 64GB Main zin Màn zin nhá, chu tông đầy đủ này XS quốc tế 64GB Main zin, màn zin, mất fake ID Để cho anh chị em vào con là 3 triệu 2 Mất fake ID nhá Còn đâu những cái con mà full chức năng mà zin ấy Đây, full chức năng mà zin đây XS zin này, full đây Con này vừa pin mình vừa sạc nhá, mình chưa kịp sạc lên này Zin đẹp full này là 4 triệu nhá XS zin, đẹp full 4 triệu Tiếp theo là có hàng gì thanh gì đây 12 thường Hôm trước các bạn hỏi đây 12 thường quốc tế 128 g Full chức năng menzin zin màn linh kiện loại siêu đẹp luôn 12 thường quốc tế này Full chức năng này menzin này Màn linh kiện này Cam zin bóc máy luôn này Cam trước cam sau nét nhạt luôn này Vỏ đẹp này 5 triệu 700 nghìn đồng 128 g Nếu mà các bạn mua zin thì bây giờ là 7 triệu rưỡi cơ Nhưng con này thay mỗi màn thôi thay mỗi màn thôi nhá à thay cả cam nữa chứ này báo cả thay cam mà nhỉ nhưng mà cam zin bóc máy nhá anh chị em bọn phải lưu ý là bọn này không có cam lô đâu cam zin bóc máy này màn mới tinh này màn này mượt luôn bán rất nhiều máy này rồi mà chưa ai chê con này lỗi vào giải cả nhá năm triệu bảy còn nó con này mực đây màn zin men zin mực tí tí đây năm triệu sáu quốc tế men zin màn zin mực tí tí nhá zin nhá mực tí tí đây 5 triệu 6 vào mình cam kết cái này không lan nhé Bao không lan nhé 5 triệu 6 quá rẻ luôn Xem một con 12 thường là không bắn nốt này 12 thường quốc tế 64 gb zin đây 6 triệu 2 Quá ngon luôn Zin Nguyên zin nguyên bản nguyên áp 12 thường quốc tế Nguyên zin nguyên bản nguyên áp Full chức năng 6 triệu 200 nghìn đồng Tiếp theo chương trình là chúng ta sẽ có 14 pro Hôm nay 14 pro rẻ nhé 14 pro quốc tế Ở à đâu đây 13 pro chứ 13 Pro quốc tế này, đẹp keng này, zin này, đẹp này, full này. 11 triệu 800 nghìn đồng, 13 Pro. 11 triệu 8. 14 Pro đây, 14 Pro quốc tế full chức năng. Đẹp keng. Nhưng mà mình bán rồi, nhé, bán rồi. Ra sang một bên. Còn có màu đen thôi, 14 Pro, màu đen. Màn mới nhá màn mới tinh này. Full chức năng này, vỏ zin này vỏ zin này, pin zin này, main zin này, màn thay nhá. Màn này thì anh chị em miễn chê luôn, màn này miễn chê luôn. Màn này là màn OLED nhá, sáng IC và nó không báo thay màn. Màn này nó đẹp như màn zin, đẹp luôn. Đẹp chưa anh em? Đẹp lắm, màn này nó đẹp lắm anh em ạ. Màn không giật, không đơ, không lag, không bị lây. 13 triệu 300 000 đồng chúng ta có sở hữu được 14 Pro uh, mà Island quốc tế full chức năng bảo hành 3 tháng. Còn đâu anh chị em không thích 14 Pro màn thay thì chúng ta chơi zin đi. Zin mà 256 g như thế này nhé 17 triệu 500 cơ. Zin thì 17 triệu 500 cơ anh chị em ạ. À. Đấy, cho anh chị em vào còn cân đối. Nhé 13 Pro tiếp theo 13 Pro 128 này còn màu xanh này. Đây. 11 triệu 800 này. Bỏ qua dòng 14 Pro. Ở à đây 14 Pro này nữa này con này thì thì cái màn nó màn zin đây nhưng mà mình mua có 9 triệu thôi màn gì nhưng mà cảm ứng nó hơi Tỉnh toán nó hơi đơ đơ tí mình bỏ ra đóng cái xe lại xem mình tính sau con này nếu đóng cái xe lại được thì bỏ đóng bù đấm luôn ý tính sau tiếp theo chương trình ui nhiều quá anh em ạ nhiều quá đi mất thôi tiếp theo chương trình có con iphone 11 pro max quốc tế 11 pro max quốc tế benzin màn thay cam nét cam nét cam nét và cam nét cam trước cam sau nét không fake id 11 pro max quốc tế không fake ID màn thay pin thay màn mới tinh luôn con này mình để cho anh chị em con 4 triệu 500 nghìn đồng 11 Pro Max quốc tế mất fake ID thôi còn nó full hết nha màu vàng pin mới 4 triệu rưỡi tiếp theo chương trình được con nếu mà anh chị em mà thích hàng 11 Pro Max Zin Có luôn Zin 11 Pro Max quốc tế này Zin này Zin này Không các bạn được bảo mình bán màn lô đây 11 Pro Max Zin này Zin màu vàng này Pin bao nhiêu đây Ôi dồi ôi, pin một lốp Màu vàng, màu đen này Đẹp chưa anh em 7 triệu rưỡi nhá 11 bộ Max mắt quốc tế này, zin này, đẹp này, full này, pin cao này, 7 triệu rưỡi này Đấy, Anh chị em cứ xem tất cả các shop mà bán hàng online như mình xem Xem shop nào rẻ hơn mình không, không có ai rẻ hơn mình đâu Và không phải mình mới làm đâu nhá, mình làm rất nhiều năm nay rồi Thì nên là uy tín thì anh chị em khỏi phải, phải bàn đi Miễn bàn vì uy tín đi 12 bộ Max quốc tế màn GX nhá màn GX thì anh chị em mình đánh giá là màn GX nó đẹp hơn màn lô 12 đồng mắc quốc tế màn GX full chức năng benzin màn GX 8 triệu 600 nghìn đồng nhá 8 triệu 6 Còn đâu đôi màn linh kiện đây cho anh đâu đây màn linh kiện đây 256g con này mình bán rồi đây 12 bộ đồ mắc quốc tế 256g màn linh kiện báo pin báo màn báo cam 8 triệu rưỡi bằng hai con bằng nhau thì một con nó là màn linh kiện một con là màn gx đây, màn gx đây màn gx nó là màn oled đẹp hơn mượt hơn đấy xịn hơn còn màn này có thể nó sáng hơn một tí nhưng mà nó nó sẽ có cái gì đó thôi cái con này thì 8 triệu rưỡi chọn triệu rưỡi còn tám triệu rưỡi luôn này 12 đô mắc nhá tám triệu rưỡi còn nếu anh chị em không thích màn thay thì chúng ta chơi màn zin đi 12 hai đô mắc zin này anh em này 12 đô mắc zin này 128 000 này hồi xưa mình cái thời gian tết mình bán chỉ có hơn 10 triệu thôi nhưng bây giờ lên cao quá anh các bạn này Đẹp chưa anh em Đẹp Zin full quốc tế bảo hành 3 tháng Quá đẹp luôn 11 triệu 800 nghìn đồng Khét lẹt luôn Anh chị em đi tham khảo xem Với giá 11 triệu 800 nghìn đồng Anh chị em không thể là mua được 12 đồng mắc Zin đẹp như này được Chỉ có mình thôi Anh chị em cứ tham khảo tất cả các sốt mà xem Còn bản 256 gb pin 91 này 12 đồng mắc quốc tế này 256 gb pin 91 này Cam kết Zin đẹp này báo màn chính hãng nhá anh chị em đừng nghĩ cái mà cái hàng này là không ngon nhá hàng này mới gọi là ngon này hàng linh kiện chính hãng này người dùng thay không bao giờ thay được nhá 12 triệu 500 trăm cơ hai trăm sáu ghi mười pro quốc tế 512 trăm ghi anh chị em ơi 13 pro quốc tế năm trăm mười triệu mực ui rồi mười ba pro quốc tế máy zin men zin màn zin full chức năng vẫn tiếng hàn đây mình sẽ chuyển tiếng việt luôn này 13 Pro quốc tế Zin Full Đẹp Pin 86 512 gb 8 triệu Nếu mà anh chị em muốn thay màn mới Màn mới nhá 1 triệu 8 nữa nhá, Màn mới 1 triệu 8 nữa nhá. Màn LCD đẹp đấy 8 triệu thôi còn này 8 triệu Bạn nào khéo mồm bớt Mình bớt cho 100 7 triệu 9 Đẹp keng nhá Màn 512 gb mà nó màn Zin thì anh chị em chơi màn này quá ngon rồi Ok Còn đâu anh chị em mà muốn thay màn mới thì thêm 1 triệu 8 nữa 512 gb đấy iPhone XS quốc tế full chức năng main zin màn linh kiện siêu đẹp luôn 3 triệu 3 còn mỗi cây thôi anh chị em ơi Face ID này xem mà kiểm tra lại cái Face ID phát nào Full luôn này Face ID này cam trước cực nét luôn 3 triệu 3 thôi Siêu ngon iPhone 13 thường quốc tế nguyên zin nguyên bản nguyên áp màu đỏ này thì mình bán thanh lý nhá 9 triệu 7 Dính áp nhau đẹp căng 9 7 Còn hai con này là 9 triệu 9 này 13 thường này Dính điết đẹp đẹp luôn này. Nguyên áp nhá 6S 32GB Dính điết đẹp keng 1 triệu 2 13 thường 9 triệu 9 12 mini 128GB Xanh này đẹp chưa Đẹp con này đẹp Hình thức đẹp 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 5 triệu 2 nhá 5 triệu 2 11 bộ đồ quốc tế Dính Đẹp full 6 triệu rưỡi Đẹp keng nhá anh chị em nhá Đẹp căng đấy đây nó hàng đẹp hàng chất nhá. Mua này về anh chị em khỏi khỏi phình thức rồi. 11 thường quốc tế zin nhá, zin còn hai cây. Zin đét luôn này, zin phẩy này. Zin phẩy này, máy zin đét luôn này. Zin phẩy quốc tế này, 5 triệu 2 thôi, 11 thường nhá. Chỉ 5 triệu 2 cho anh chị em nhá. XS Max này, XS Max men zin màn thay full chức năng này 4 triệu này. 4 triệu thôi này. iPhone X XS quốc tế full chức năng men zin màn thay 3 triệu 3 này. Xem còn này bao nhiêu ghi đã. Bao nhiêu ghi đã mình phán sau sau tư ghi màn thay này 3 triệu 3, 3 này Còn gì nữa không nhỉ Còn X này còn hết pin Ok tạm thời thế thôi Đây 13 mini này Anh chị em bút mà 13 mini zin áp này 7 triệu rưỡi nhá 13 mini nguyên zin nguyên bản nguyên áp 7 triệu rưỡi này Thôi tạm tạm đây thôi Anh chị em xem quyết, quyết được con nào quyết nhá Cảm ơn anh chị em cảm ơn mà có rất nhiều